Ui, rắn thế nhỉ? Đe nhỉ? Ui giời. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà thưởng thức. Tiết canh. Tiết canh huyền thoại. Ăn mát rượi. Ngon đấy. Từ sáng hai bố con đi đâu này, đi đâu mà quái một chút này, đi đâu đám cưới à, quái gì mà đi hở chân đi kia. Toàn xin chào tất cả các bạn, vẫn như ngày nào. Hôm nay đi ăn sáng cùng với ông anh này. Nếu nắm nhìn thấy chú em 2-3 tuần rồi. Mấy tuần nhỉ? Kèm cá. Kèm cá. Công tác xa quá. Xa xôi. Nhắm đi chú. Ăn nóng hổi. Nóng hổi mới thích. Dày. Trắng dày thế. Dày. Mời nhà nhá. Mình tươi cho bán nước mắm này. Nóng, giòn. Ngon đấy, nóng ngon đấy. Con làm bát tiết canh không? Thôi, hôm qua ăn rồi. Ăn thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng ăn nó mới thèm. Hôm nay cũng đông, đông đấy, hôm nay được đấy. Rồi. Có cả mỡ vặt này. Ngon đấy. Ăn cái nóng này ngon nhỉ, nó vừa vừa, nó không to lắm. Ngon. Vừa. Hành đấy, rất tuyệt vời. Các loại. Ngon đấy. Bán nước chấm gọi là huyền thoại. Rét này cũng chả ngại đi làm. Ngon lắm các bạn. Nên làm mà cứ thoải mái là béo ai mà có gì đâu. Cái tư tưởng người ta thoải mái là béo mà. Quan trọng cái tư tưởng. Cái tư tưởng. Ăn uống thì ăn mấy cũng không béo được bằng cái tư tưởng. Tính là tầm 6 giờ rét cần đi. 6 giờ xương. Nào này ngon, nào này nó vừa tầm nhỉ, nó vừa vặn. Tiết ngon này. Tiết hồng luôn, tiết hồng đông đặc luôn. Đấy, nóng non này nóng hổi dạ dày. Nó tuyệt vời luôn. Nếu không, nắng cũng được, bởi vì là Hà Nội nhiều cho Hà Nội. Thế nhưng mà bên nhà kia là phải dạ dày. Dạ dày ngon đấy, giòn. Thì tôi đã chuẩn đấy. Còn ta nhá. Ông cho ăn đục nhà lâm nước này. Lâm tuân này chú đầu vào. Lâm miếng ớt xanh ấy. Ớt xanh ăn ngon. Tê, rét này ăn nó phải tê cay. Tê. Tê cay ngon ấm bụng. Ăn tháng có được. Đấy thì là. Hốc biển cũng trách nhiệm trong đấy cũng được. Thôi mình cứ phải nội cho nó mọi. Cái thắng thủng lên hôm nay cổ ấy. Cổ. Chắc là đi vào. Kèm vô. 50 đấy nha. 50 rồi, 50 đi. Hết thì nó đơn giản. Ngon. Ngon, ngon đấy. Ừ, trắng phau. Mời nhà nhá. Ông điện cháu à? Sáng này à? Hay là sáng này vừa đấy. Hết à? Hết rồi. Ông điện cho em mà. Mày ra đi vẫn còn khúc đồng non ngon lắm. Tao là Thái thì vào Thái cái gì mà ăn không hết. Về đám. Thế thì biết, tôi biết là có phải là nghiệp về đâu mà có biết. Ông biết từ tuần trước. Nhưng mà có kể đâu mà. Có kể đâu. Có kể về đâu. Ông ra đây ăn. Đàn ông 2 triệu như thằng bà. Về nhà hát hò mùm xùm ở nhà thì ông thử biết, ông vừa gần đấy ông thử biết. Mày có xuống dưới đấy đâu biết. Cái hôm trước ăn ở trong đằng
gì ăn không ngon, ăn nồng lợn ăn không ngon bằng mình. Ở đâu? Trong gần Đà Nẵng ấy. Không ở đâu ngon bởi vì là nó làm nó không được tươi ngon. Thì thằng con nó ăn với Đặng ấy, nhưng mà nó sau này nó cứ khen là tươi ngon. Đặng là cứ thế thôi, nó cũng lấy vô nhá, còn ở Đặng ngon nó lại chuyển đi. Đặng Đặng ăn nồng già thơm. Nhiều gia vị. Đúng rồi. Đây là cứ lấy ở hàng thịt luôn. À, từ đằng kia nó cứ lấy ở đâu xong rồi chán ra như vậy mới làm. Ngồi đầu kia, thịt này kia thì sướng. Đấy, nó sâu rất chân dài của nhiều chân dài cũng nhiều quá là có thương nghiệp. Đốt nhà đốt nói thế thì hỏng hết. Đốt nhà, nhà mình ở mỗi cái nhà đốt nhà chết thì tiêu tiền cứ đốt cái đốt nhà em đốt thật đâu. Thế là người ta đốt nhà bình thường. Đấy là người ta gọi là dạy về gái phải không? Ừ. Vậy, đốt nhà thật rồi cháy bùng lên là đốt đâu? Em mà với chú vệ 500 khác thì đốt nhà. Thoải mái. Tràn. Tràn ngon đấy. Tràn dày không? Ừ. Đây nhà nhá. Ngon tuyệt vời. Rồi, chút chút. Em đang hôm nay được nghỉ à? Hôm bọn kia vẫn đi làm á. Con bên kia vẫn đi làm. Hôm nay tôi điện nó vẫn đi làm. Ngày kia anh Tuấn đi làm và điện cuối đầu làm thêm này. Trước chiều rưỡi là 2 điều rưỡi. Nhìn xin bên nọ sang xin bên kia này. Nói chung là gọi là kệ nó. Chú bảo bây giờ nó bằng nhiều đâu. Mình cho đi làm thêm. Quay môi trường nó xin rồi. Đúng rồi, thì phải sắp xếp công việc. Nó đổi ca nhau làm sao thì ví dụ như là cái bên này ví dụ FE này khác, bên MI khác, bên FPT nó khác, mỗi một khâu nó một khác, đâu phải là khâu nào giống khâu nào. Đấy, sáng tới giờ ngủ dậy. Nói bà ông mua quả trứng là bà. Thế canh đi. Nòng lợn có không ăn thì ăn mì tôm. Thế ăn gì không? Ăn bánh mì chấm sữa không? Cho bọn nó đi mua. Một mình bát tiết bát cháo ăn xong là xem cái em chân dài kìa, đấy, xem cái em chân dài cho kêu đốt nhà cũng đốt, thế chứ đi, thế dại gái à, này chết vì gái rồi, nhìn thấy gái đẹp này kêu đốt nhà cũng đốt, chịu. Nào uống đi okay. Hết nha, hết thì này anh hết cái này. Còn việc nó chém được lại em. Là dày ngọt thật đấy. Ăn giòn tan nhỉ. Giòn sụp. Phá cái bát tiết canh đi, phá tiết canh huyền thoại đi. Mới tuần trước ăn, tuần trước ăn ở trong kia, tuần trước trong kia nó đánh cũng ở đâu. Đúng rồi. Thơm. Nó mà ít quất nó thơm. Quất. Ớt ớt. Anh gắp cho chúng nữa cho nó tê. Nó tê. Đấy. Rắn thế nhỉ? Đè nhỉ.
Ui giời. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà thưởng thức. Tiết canh. Tiết canh huyền thoại. Ăn mát rượi. Ngon đấy. Nói chung là mình ăn quen nó cảm thấy nó vừa vặn, nó thơm nhỉ. Ăn đến đâu nó có cái hương vị tới đấy. Cái bộ tiết canh này là có sụn này. Rồi. Mấy cả vách ngăn này. Rồi. Đấy, người ta phải xào lên. Đấy. Đấy, xào lên mấy hành. Đấy, nó thơm. Đúng rồi. Nhưng mà đặc điểm là không cho mỡ vào đây. Không cho mỡ. Mỡ hoặc là dầu ăn không mua được thép cho vào đây. Đúng rồi. Tiết canh là như vậy. Đấy, chỉ có bổ mới tiết. Xào bổ lên. Đó. Mấy hành còn là hành nướng đây thì ăn không ngon, mất gia vị của nó. Đó. Quá tuyệt vời. Ám đi anh. Ám đi. Làm... Băng cho em rán đè cho chúng miếng ớt mà. Miếng ớt thôi. Ăn, ăn cái này nó phải có ớt. Có ớt nó mới tê tê. Đấy nó phải tê mới ngon. Đấy. Đấy. Cứ ăn thảm hội sắn nhiều. Cứ phải rắn mới to ăn cho thoải mái. Đấy. Ngon đấy. Nha. Tuyệt vời luôn. Quá ngon. Ui dồi dồi. Ui dồi. Ngon. Ăn nó mát nhỉ. Quá ngon. Ngon rồi. Ăn ngon. Càng nữa. Hết rồi. Đây à. Hãm. Làm miếng ớt đi, ngon quá. Đây cho miếng ớt này, cho miếng ớt này. Tê, tê, tê cay. Ui trời. Tê cay. Một bát tiết canh chỉ có 4 miếng thôi. 4 miếng là tuyệt vời. 4 miếng thôi. Mời cả nhà nhé. Ngon quá. Không hãm được. Quá ngon luôn. Quá đỉnh cao. Lê Toàn quay có thời lượng mình xin dừng lại video ở đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo, nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh Lê Toàn để ra những video tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thank you cả nhà.